Đầu tiên, mình xin cảm ơn các nhà khảo cổ OinShark Team đã đồng hành cùng chúng mình trong quá trình thực hiện video này. Nếu các bạn muốn được nêu danh ở đầu video, hãy ấn vào nút Join hoặc tham gia bên dưới để hưởng những đặc quyền chỉ dành riêng cho membership nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Khủng long sống trong suốt khoảng thời gian 180 triệu năm, từ khoảng 245 triệu năm trước cho đến 68 triệu năm trước. Nói cách khác, con người hiện đại chỉ mới tồn tại vài trăm ngàn năm, và đó chưa là gì so với thời đại mà loài khủng long cai trị. 180 triệu năm là một khoảng thời gian rất dài, không phải mọi loài khủng long đều sống đồng thời suốt khoảng thời gian này. Phim ảnh đã khiến chúng ta lầm tưởng rằng có nhiều loài khủng long sống cùng lúc và ở cùng một nơi, nhưng điều đó là không đúng. Chẳng hạn như phim Jurassic Park The Lost World khiến người ta tưởng khủng long bạo chúa T-Rex và khủng long vây kiếm Stegosaurus thường xuyên choảng nhau. Nhưng sự thật, Stegosaurus đã tuyệt chủng gần 80 triệu năm trước khi khủng long bạo chúa xuất hiện. Hôm nay, trưa chủ nhật nắng nóng, anh em Ujoysa sẽ cùng các bạn nói về các loài khủng long thống trị ở từng châu lục nhé. Lưu ý, ở đây chúng mình muốn nói là các loài khủng long thống trị và có độ nổi tiếng nhất định ở đó, chứ không phải tất cả các loài khủng long ở đó, nên các bạn đừng hiểu nhầm. Và các thông tin nghiên cứu hiện tại chưa phải là sự chính xác tuyệt đối. Đây là một video rất dài và tâm huyết của chúng mình, nên các bạn hãy ấn like và subscribe đi, rồi chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Khủng long sống ở đâu? Tương tự như cách các loại khủng long khác nhau sống trong các kỷ nguyên khác nhau, chúng cũng sống ở những nơi khác nhau. Thế giới rộng lớn và loài khủng long có phạm vi hạn chế, thường bám vào các vị trí địa lý khá nhỏ, chỉ giới hạn cho một lục địa. Chúng ta biết được dựa trên hóa thạch của chúng được tìm thấy. Nói về lục địa, thế giới 250 triệu năm trước không giống thế giới mà chúng ta biết ngày nay. Các lục địa lúc đó chưa phân tách và còn là một vùng đất rộng lớn duy nhất gọi là Pangaea. Sự trôi dạt lục địa khiến các lục địa dần dần di chuyển và tách ra trong hàng trăm triệu năm. Sự xáo trộn lục địa này đặt ra một thách thức trong việc mô tả môi trường sống của các loài khủng long. Thực tế, việc mô tả môi trường sống của khủng long dựa trên vị trí địa lý hiện tại không đúng lắm, vì khi xưa châu Phi và Nam Mỹ từng là láng giềng gần kề. Tuy nhiên, đây có lẽ là cách dễ nhất để nói về nơi sinh sống của một con khủng long. Vậy làm sao chúng ta biết được nơi sống của loài khủng long? Thời gian đầu sẽ có phần ngạc nhiên khi chúng ta biết nhiều về loài khủng long kể từ khi chúng tuyệt chủng cách đây rất lâu. Các nhà cổ sinh vật học tìm kiếm và dựa vào các hóa thạch để xác định phạm vi hoạt động của loài khủng long. Vị trí của hóa thạch không phải là yếu tố duy nhất được sử dụng để xác định môi trường sống của nó, nhưng đó là yếu tố quan trọng nhất. Tìm thấy hóa thạch ở một địa điểm cụ thể đảm bảo rằng loài này đã tồn tại ở nơi hóa thạch được tìm thấy, kết hợp những thông tin đã được tìm thấy trước đó với những thông tin bổ sung về những gì chúng có thể đã ăn và cấu trúc bộ xương của chúng, giúp các nhà khoa học dự đoán về kích thước. Ngay bây giờ, chúng ta hãy đến với phần quan trọng nhất của video này thôi nào. Các loài khủng long thống trị châu Á. Số 1. Bạo chúa châu Á Tarbosaurus. Tarbosaurus là một thành viên của phân họ Tyrannosaurini, có quan hệ rất gần với khủng long bạo chúa T-Rex. Các mẫu vật đầu tiên được tìm thấy được cho là giống với loài khủng long nổi tiếng T-Rex, đến mức người ta cho rằng đây là một loài cùng chi và được Evgeny Malev đặt tên là Tyrannosaurus Pata vào năm 1955. Sau một khoảng thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học đã nhận thấy rằng đây là một chi hoàn toàn tách biệt với Tyrannosaurus và bắt đầu gọi nó bằng cái tên phổ biến cho đến ngày nay là Tarbosaurus Pata. Và Tarbosaurus có nghĩa là thằng lằn khủng khiếp, còn Pata là do viết sai từ Pata, nghĩa là anh hùng trong tiếng Mông Cổ. Có thể Tarbosaurus lớn nhất từng được tìm thấy có chiều dài từ 10 đến 12 mét. Cân nặng của con trưởng thành rơi vào khoảng 4 đến 5 tấn. Tarbosaurus có hai chi trước rất nhỏ, kích thước chi trước trên toàn bộ cơ thể và loại bé nhất trong tất cả các loài trong họ. Tarbosaurus có từ 58 đến 64 chiếc răng, lực cắn của nó rơi vào khoảng 35.500 đến 44.500 Newton. Có thể dễ dàng nghiền nát xương của con mồi. Tarbosaurus thường sống ở những khu vực đầm lầy ẩm ướt gần các con sông. Chúng là động vật ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn với con mồi ưa thích như Saurolophus hoặc Nemetosaurus. Một giả thuyết cũng cho rằng Tarbosaurus có thể là loài nhặt xác. Nghiên cứu hóa thạch của 10 cá thể cho thấy có một trường hợp bị gãy mỏi xương bàn tay. Đây là hệ quả của việc lặp đi lặp lại một kiểu chấn thương ở chi trước, nhiều khả năng là do thường xuyên vật lộn với con mồi. Bằng chứng này cho thấy có khả năng đây là loài có tập tính săn mồi hơn là nhặt xác.
Mặc dù các tranh cãi xung quanh vấn đề này vẫn chưa chấm dứt, nhưng không thể phủ nhận Tarbosaurus xứng đáng là loài khủng long ăn thịt thống trị khu vực châu Á. Chi tiết hơn về Tarbosaurus, các bạn có thể tìm xem lại video phân tích riêng về nó mình để ở phần mô tả nhé. Số 2. Sát thủ hoang mạc Velociraptor. Velociraptor là một chi khủng long Dromaeosauridae sống vào cuối kỷ Preta từ 71 đến 75 triệu năm trước. Hiện tại mới chỉ có hai loài được định danh là Velociraptor mongoliensis được phát hiện tại Mông Cổ và Velociraptor osmonchae được phát hiện năm 2008 tại Nội Mông Trung Quốc. So với những loài họ hàng như Deinonychus thì Velociraptor có kích thước khá nhỏ, chỉ bằng một con gà Tây với chiều dài 2m, nặng khoảng 15kg và cao 0,5m tính đến phần hông. Đặc điểm giúp phân biệt Velociraptor và các raptor khác là hộp sọ dài khoảng 25cm với hàm trên lõm và hàm dưới lồi. Mỗi hàm có 26-28 răng nằm xa nhau. Bờ sau răng có các gờ răng cưa. Velociraptor đi bằng hai chân với các chi sâu tương đối khỏe, giúp chúng có thể chạy với tốc độ 40km/h. Móng vuốt của Velociraptor ban đầu được cho là dùng để rạch và xé xác con mồi. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy chúng không đủ sức làm việc đó. Vì vậy, Velociraptor chủ yếu dùng móng vuốt để đâm vào các vị trí hiểm yếu của các con mồi như các mạch máu lớn hay cổ họng. Velociraptor có đôi cánh tay được bao phủ bên lông vũ làm giảm lực cản của cây đuôi dài, giúp nó giữ thăng bằng khi khống chế con mồi. Khi sức mạnh của đôi chân không đủ hạ gục con mồi, thì bộ hàm, dù có lực cắn yếu, sẽ làm nhiệm vụ kết liễu nạn nhân xấu số. Chi tiết hơn về Velociraptor, các bạn có thể tìm xem video phân tích riêng về nó mình để ở phần mô tả nhé. Số 3. Khủng long lưỡi hái Dericynosaurus. Dericynosaurus là thành viên cuối cùng của họ Dericynosauridae, một họ khủng long thuộc nhánh Maniraptorin, sống vào cuối kỷ Preta từ 66 đến 100 triệu năm trước ở châu Á và Bắc Mỹ. Các hóa thạch ban đầu mang các đặc điểm rất kỳ lạ khiến các nhà khoa học không thể xác định loài. Do chưa bao giờ khai quật được một bộ xương Dericynosaurus hoàn chỉnh, nên hình dạng của loài này được mô tả dựa trên một số đặc điểm của các loài chung họ Dericynosauridae. Tức là chúng cũng đi bằng hai chân, có hộp sọ nhỏ với cái mỏ chim, cổ dài, xương cổ tay giống với loài chim. Khả năng các thành viên trong họ đều có lông vũ do một số hóa thạch tìm được. Dericynosaurus là loài lớn nhất trong họ khi có thể dài đến 10m và nặng 5 tấn. Điểm đặc trưng nhất của chúng là ba móng vuốt khổng lồ dài gần 1m trên mỗi chi trước. Đây cũng là loài giữ kỷ lục, là bộ móng vuốt lớn nhất trong lịch sử của thế giới động vật. Về chức năng của nó có các giả thuyết. Đầu tiên, bộ vuốt thể hiện vị thế và khả năng sinh sản của từng cá thể. Thứ hai, chúng được dùng để đánh nhau giành bạn tình và tự vệ trước các loài ăn thịt. Cuối cùng, đây là công cụ để tìm kiếm thức ăn. Các chậm tích phù sa trong hóa thạch của Dericynosaurus cho thấy chúng kiếm ăn ở khu vực ven sông. Nó ít khi phải cạnh tranh với các loài ăn thực vật khác. Kẻ thù duy nhất của chúng chỉ có thể là Tarbosaurus. Tuy nhiên, việc hạ gục được một cá thể Dericynosaurus trưởng thành là một điều không dễ dàng. Và đôi khi, những gã thợ săn này còn phải nhận những vết thương khủng khiếp từ bộ móng vuốt của chúng. Chi tiết hơn về Dericynosaurus, các bạn có thể tìm xem video phân tích riêng về nó mình để ở phần mô tả nhé. Số 4. Khủng long kỳ lạ Deinocheirus. Cái tên Deinocheirus có nghĩa là tay khủng khiếp, là một chi khủng long Theropoda rất lớn, từng sống tại nơi ngày nay là Mông Cổ và cuối kỷ Preta từ thành hệ Nemec, cách đây khoảng 70 triệu năm. Phải đến hơn 50 năm, bí ẩn lớn nhất về thân phận thực sự của Deinocheirus đã được giải đáp bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà cổ sinh vật học với sự trợ giúp của thần may mắn, giúp chúng ta có cái nhìn khái quát về loài khủng long vô cùng kỳ lạ này. Để biết được hành trình đó diễn ra như thế nào, các bạn có thể tìm xem lại video phân tích riêng về Deinocheirus của nhóm chúng mình thông qua phần mô tả của video này nhé. Ấn tượng đầu tiên về Deinocheirus là kích thước khổng lồ với chiều dài có thể lên đến 11,5m và nặng 6,5 tấn. Khi đứng thẳng, Deinocheirus có thể cao từ 3,3 cho đến 3,6m. Nó có phần gai sống dài nhô cao từ các đốt sống tạo thành một cấu trúc dạng cánh bườm tương tự như Spinosaurus. Tuy nhiên, cấu trúc dài hơn các loài khủng long kể trên nên có lẽ chúng tạo thành một cái bướu thì hợp lý hơn. Cho đến nay, chức năng của bộ phận này vẫn chưa được làm rõ dù có nhiều giả thuyết được đưa ra. Mỗi cá thể Deinocheirus sở hữu cho mình một bộ vuốt dù không đủ sắc để xé các con mồi như nhiều theropod ăn thịt khác, nhưng cũng có một món vũ khí tự vệ đáng gờm. Ngoài ra, hai chi trước với chiều dài lên đến 2,5m mỗi bên giúp nó dễ dàng kéo lá cây từ trên cao xuống hoặc đẩy vớt các loài thủy sinh dưới đáy nước lên. Hộp sọ có hình dáng khá đặc trưng với chiếc mỏ vừa dài vừa dẹt. Các vị trí bám tận của các cơ chịu trách nhiệm cho việc đóng mở hàm chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với toàn bộ hộp sọ, cho thấy Deinocheirus có lực cắn khá yếu.
Số 5. Bạo chúa Trung Quốc Eutyranus. Eutyranus có nghĩa là bạo chúa có lông. Đây là một chi khủng long thuộc siêu họ khủng long bạo chúa Tyrannosauridae, gồm một loài duy nhất được biết đến là Eutyranus hualli. Loài này sống vào đầu kỷ Preta, tại nơi ngày đây là Trung Quốc. Ba hóa thạch Eutyranus hualli được tìm thấy ở lớp đá tỉnh Liêu Ninh, hiện là những mẫu vật khủng long có lông lớn nhất có bằng chứng rõ ràng. Giống với các họ hàng của mình, Eutyranus là loài khủng long ăn thịt đi bằng hai chân, mẫu vật lớn nhất có chiều dài ước tính khoảng 9 mét và nặng 1,4 tấn. Trong năm 2016, Gregory Scopo ước tính kích thước nhỏ hơn với chiều dài chỉ khoảng 7,5 mét và cân nặng là 1,1 tấn. Các hóa thạch của Eutyranus đều có các dấu ấn chứng tỏ loài khủng long này từng được lông vũ bao phủ. Bởi vì điều kiện bảo quản kém nên khó có thể xác định chính xác hình dạng hay cấu trúc của các sợi lông này. Loại lông này cũng có một số loại khủng long Tyrannosauridae khác, trong đó có Dillon. Bộ lông của Eutyranus khá rậm rạp, với chiều dài mỗi sợi có thể lên đến 20cm và che phủ nhiều phần của cơ thể. Ở mẫu vật của con trưởng thành, lông vũ hiện diện ở khung chậu và gần bàn chân. Phần lông ở đuôi hướng về phía sau và hợp thành một góc 30 độ so với trục đuôi. Hóa thạch của con non cũng có các sợi lông dài từ 16 cho đến 20cm ở cổ và chi trước. Như vậy, có thể xem Eutyranus là loài khủng long có lông vũ lớn nhất được phát hiện cho đến nay. Chi tiết hơn về Eutyranus, các bạn có thể tìm xem lại video phân tích riêng về nó mình để ở phần mô tả nhé. Các khủng long thống trị châu Âu. Số 1. Khủng long săn cá đầu tiên, Peryonyx. Các bằng chứng đầu tiên của Peryonyx được phát hiện trong một mỏ đất sét ở gần Oakley, Surrey, Anh Quốc. Các mẫu vật sau đó được hiến tặng cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London. Năm 1986, loài khủng long này chính thức được các nhà khảo cổ Alan Jarrick và Angela Mueller mô tả và đặt tên là Peryonyx walkeri, nhằm vinh danh người đầu tiên phát hiện sự tồn tại của chúng. Cho đến nay, các mẫu vật vẫn là một trong những bộ xương hoàn chỉnh nhất của một theropod được tìm thấy ở Anh Quốc, đồng thời giúp cung cấp một cái nhìn toàn diện nhất về một loài Spinosaurus. Xác định niên đại cho thấy Peryonyx sống ở giai đoạn Permia đầu kỷ Preta, cách đây 125 cho đến 130 triệu năm trước. Đến năm 1998, sau sự phát hiện Suchomimus và Ristatosaurus ở châu Phi, đã giúp Ponserino và các cộng sự chính thức công nhận Peryonyx là loài đại diện cho phân họ Peryonychidae, nằm trong họ khủng long Spinosauridae, và phân loại này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Trong bộ hóa thạch đầu tiên của Peryonyx có các vảy hóa thạch của loài cá cổ đại Lepidotes cùng với phần còn lại của một con Iguanodon chưa trưởng thành, do đó có thể dễ dàng suy đoán được chế độ ăn của loài này. Vẫn chưa rõ Peryonyx có chủ động săn các loài khủng long khác hay chỉ là một kẻ ăn thịt cơ hội. Khác với các họ hàng Spinosauridae, Peryonyx không dành phần lớn thời gian dưới nước mà chủ yếu ở ven bờ để bắt cá. Số 2. Khủng long đầu tiên, Megalosaurus. Megalosaurus tức là thằn lằn vĩ đại. Theo tiếng Hy Lạp thì Megas có nghĩa là lớn, vĩ đại và Saurus nghĩa là thằn lằn. Đây là một chi khủng long Theropoda sống vào giữa kỷ Jura khoảng 166 triệu năm trước ở phía nam nước Anh. Mặc dù nhiều hóa thạch ở các vùng khác cũng được đặt trong chi này, chỉ có duy nhất hóa thạch ở Oxfordshire chắc chắn là của Megalosaurus. Megalosaurus là một chi khủng long phi chim đầu tiên được đặt tên một cách hợp lệ. Loại điển hình là Megalosaurus Parklandi, đặt tên vào năm 1827. Và năm 1842, Megalosaurus là một trong những chi giúp Richard Owen đặt ra Dinosauria. Sau đó, hơn 50 loại khác nhau bị phân loại vào chi này. Ban đầu, vì là khủng long chưa được biết đến rõ lắm, nhưng vẫn xảy ra tình trạng vào thế kỷ 20. Ngày nay, ta biết rằng các loại thêm vào không liên quan trực tiếp tới Megalosaurus Parklandi, loại duy nhất của chi Megalosaurus, vì chưa có bộ xương gần hoàn chỉnh nào được phát hiện. Hình dáng thực của nó còn chưa được chắc chắn. Số 3. Ceratosuchus và Ribarovinator. Ceratosuchus và Ribarovinator cùng được phát hiện trong năm 2021 ở hệ tầng Wessex, có nguồn gốc từ giai đoạn Permia đầu kỷ Preta. Ngày đây là đảo Wight của Anh Quốc. Việc phát hiện cùng lúc hai chi tách biệt trong họ Peryonychidae tại cùng một địa điểm không chỉ làm phong phú thêm sự đa dạng về loài khủng long Spinosaurus tại vùng đất này, mà một lần nữa củng cố thêm giả thuyết về nguồn gốc của các loài Spinosaurus. Có khả năng các Spinosauridae đã tiến hóa tại vùng đất Laurasia trước khi di cư sang châu Á và phía tây của siêu lục địa Gondwana trong giai đoạn đầu kỷ Preta.
cũng không loại trừ khả năng chính Peryonychidae đã tiến hóa thành phân họ Spinosaurinae sau khi di chuyển về Gondwana và sự xuất hiện của Camarillosaurus, một dạng sơ khai của Spinosaurinae, càng làm ủng hộ thêm giả thuyết này. Số 4. Khủng long thanh lịch Compsognathus. Compsognathus trong tiếng Hy Lạp thì Compsos có nghĩa là thanh lịch hay thanh nhã và Nathus có nghĩa là hàm, một chi khủng long chân thú đi đứng bằng hai chân. Loài này có kích cỡ bằng một con gà Tây và đã sinh sống khoảng 150 triệu năm trước đây, thuộc giai đoạn Tithonia của cuối kỷ Jura tại châu Âu ngày nay. Compsognathus longipes là loài duy nhất được công nhận, mặc dù mẫu vật lớn hơn được phát hiện ở Pháp vào những năm 1970 đã từng được cho là thuộc về một loài riêng biệt có tên là Compsognathus coralensis. Trong nhiều thập kỷ, Compsognathus nổi tiếng vì là loài khủng long nhỏ nhất được biết đến. Mẫu vật đầu tiên được thu thập chỉ dài khoảng 1 mét. Tuy nhiên, các chi khủng long được phát hiện sau đó như Canagnathacia, Microraptor hay Pavicusor còn nhỏ hơn nhiều. Mẫu vật Compsognathus lớn nhất được tính có khối lượng đâu đó vào khoảng 0,83 cho tới 3,5 kg. Compsognathus là một loài sinh vật nhỏ, đi bằng hai chân với chi và đuôi sâu dài, giúp chúng cân bằng cơ thể khi di chuyển. Chi chúc ngắn hơn có 3 ngón với các vuốt để giữ chặt con mồi. Số 5. Khủng long ăn cỏ Iguanodon. Iguanodon nghĩa là răng kiền dông, là một chi khủng long Odontoboda. Nó là loài khủng long ăn cỏ lớn nhất sống ở kỷ Preta, khoảng từ 155 cho đến 93,5 triệu năm trước. Hóa thạch của Iguanodon được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới, từ châu Á, châu Âu cho tới châu Mỹ. Hai chân trước của nó có móng vuốt sắc nhọn để tự vệ, hàm răng của nó rất khỏe và dễ dàng giúp nó ăn thực vật. Iguanodon là một chi khủng long có hóa thạch được phát hiện sớm nhất trong lịch sử, đồng thời là chi khủng long thứ hai được đặt tên chính thức dựa trên các mẫu vật hóa thạch chỉ sau Megalosaurus. Iguanodon có một thân hình khá cồng kềnh, nó có thể di chuyển từ hai chân cho đến bốn chân. Loài duy nhất có hóa thạch được bảo quản tốt nhất là Iguanodon benedictensis, ước tính trung bình nặng khoảng 3-4 tấn, cao 4-5 mét và dài khoảng 10 mét. Một số mẫu vật có thể dài tới 13 mét. Sinh vật này có sọ lớn, cao nhưng hẹp, với những chiếc răng có thể phủ keratin và răng của những loài kỳ nhông nhưng lớn hơn và đóng chặt hơn. Kể từ khi được mô tả vào năm 1825, Iguanodon trở thành nét văn hóa phổ biến trên toàn thế giới. Một số hình ảnh chuyển động đặc trưng của Iguanodon trong bộ phim Dinosaur của Disney. Iguanodon là một trong ba loài khủng long truyền cảm hứng cho sự ra đời của Godzilla. Hai con còn lại là Tyrannosaurus và Stegosaurus. Iguanodon cũng xuất hiện trong một số bộ phim như Land Before Time, cũng như các tập phim của loạt phim truyền hình. Bên cạnh đó, Iguanodon cũng đã xuất hiện trong bộ phim truyền hình Working with Dinosaur vào năm 1999 do BBC sản xuất và đóng vai chính trong cuốn sách The Lost World của Arthur Conan Doyle, cũng như trên Discovery Channel Planet Dinosaur. Nó cũng có mặt trong bộ truyện Raptor Red của Bob Baker vào năm 1995 như một con mồi của Utah Raptor, một tiểu hành tinh vành đai chính 1989 CB3, được đặt tên là 9941 Iguanodon để tôn vinh chi này. Các loài khủng long thống trị châu Phi. Số 1. Chúa tể ăn nếp Spinosaurus. Vị trí trang trọng tri ân cho vị chúa tể khai sinh ra chu kỳ nếp thường niên tôi sẽ dành cho Spinosaurus. Khi một năm hay một vài năm lại bị nếp đi một ít, từ một loài có thể cắn gãy cổ T-Rex giờ thành một lão đánh cá ngủ bờ ngủ bụi ngoài sông. Cái tên Spinosaurus có nghĩa là thằng lằn gai. Đây là một chi khủng long Spinosaurus sống ở khu vực ngày nay là Bắc Phi và khoảng niên đại Cenomanian đến thượng Turon vào cuối kỷ phân trắng, khoảng 99-93,5 triệu năm trước. Hóa thạch của chi này lần đầu tiên được phát hiện tại Ai Cập vào năm 1912 và được các nhà cổ sinh vật học người Đức Ernst Jünger mô tả khoa học vào năm 1915. Mẫu vật gốc của chi bị phá hủy trong chiến tranh thế giới thứ hai, song các nhà cổ sinh vật đã phát hiện thêm nhiều mẫu vật vào đầu thế kỷ 21. Chi này bao gồm hai loài chính thống, loài nổi tiếng nhất là Spinosaurus aegypticus từ Ai Cập và loài thứ hai là Spinosaurus marocanus từ Maroc. Có tranh luận cho rằng hai loài này là một. Một chi Spinosaurus khác cùng thời với Spinosaurus là Sigmomassasaurus, cũng có một số tác giả cho là đồng nghĩa với Spinosaurus aegypticus, song vẫn còn nhiều phản bác chống lại. Một chi khác nhiều khả năng đồng nghĩa với Spinosaurus là Ossalea từ thành hải Alcantara ở Brazil. Mới đây mình cũng đã có một video nói về việc phát hiện ra sai sót khi nghiên cứu về Spinosaurus rồi, các bạn có thể tìm xem lại nhé. Số 2. Sát thủ răng cá mập Carcharodontosaurus.
Cái tên Carcharodontosaurus có nghĩa là thằn lằn răng sắt, hay còn gọi là thằn lằn răng cá mập, bắt nguồn từ chi cá mập Carcharodon, bao gồm cả cá mập trắng lớn. Carcharodontosaurus có cấu trúc cơ thể giống với đa số các loại theropod ăn thịt, khi có các chân sau rất khỏe, trong khi chi trước thoái hóa, cùng một cái đuôi dài giúp giữ thăng bằng. Các ước tính gần đây cũng cho thấy chiều dài của Carcharodontosaurus rơi vào khoảng 12-13 mét và nặng từ 6-15 tấn. Qua đó, nghiễm nhiên có một vị trí trong bảng xếp hạng các loại khủng long ăn thịt lớn nhất. Carcharodontosaurus có bộ răng vô cùng sắc bén với mỗi chiếc có thể dài đến 20 cm. Các cạnh răng cưa tương tự như các loại cá mập trắng lớn, giúp chúng có thể dễ dàng cắt qua da thịt con mồi. Bộ răng này có thể gây ra vết thương khủng khiếp cho con mồi. Nạn nhân xấu số sau đó sẽ bị choáng, mất một lượng máu lớn chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tạo điều kiện cho các Carcharodontosaurus áp sát và kết liễu. Số 3. Cá sấu đi bằng hai chân, Suchomimus. Suchomimus có nghĩa là cá sấu bắt chước. Đây là một chi khủng long Spinosauridae lớn, với hộp sọ giống cá sấu, sống cách nay 112 triệu năm, trong khoảng thời gian cuối Aptia của thời kỳ Cambria ở châu Phi. Loại duy nhất trong chi này là Suchomimus tenerensis. Loại này được phát hiện vào năm 1998 tại sa mạc Tenere thuộc Niger, một quốc gia ở Trung Phi ngày nay. Loài khủng long này có cái mõm giống cá sấu, con trưởng thành có thể đạt kích thước đến 11 mét. Do đó, đây là một loài Spinosaurus có kích thước lớn thứ ba trong họ, chỉ sau hai loài là Spinosaurus và Ocellaia. Mặc dù sống rất gần với các họ hàng nổi tiếng như Spinosaurus, nhưng Suchomimus lại có họ hàng gần gũi với Paryonyx hơn, cho thấy có khả năng trước đây đã di cư một quãng đường khá dài từ châu Âu sang châu Phi. Giống như các loài khủng long họ hàng của mình, thức ăn chủ yếu của Suchomimus là cá, nhưng không có bằng chứng hóa thạch cho thấy chúng là một kẻ ăn thịt cơ hội. Số 4. Lãnh chúa tàn bạo Machangasaurus. Machangasaurus có nghĩa là thằn lằn Machanga, là một chi khủng long chân thú Abelisauridae từng sinh sống ở Madagascar khoảng 70-66 triệu năm trước đây, vào cuối kỷ Preta. Chi này chứa một loại duy nhất là Machangasaurus senatissimus. Con khủng long này được gọi tắt là Machangatholus, một tên mà bây giờ được coi là một từ đồng nghĩa cơ sở của Machangasaurus. Loài khủng long này có chiều dài trung bình từ 6-7 mét tính cả đuôi. Một số mảnh hóa thạch của các cá thể lớn hơn cho thấy con trưởng thành có thể dài đến 8 mét hoặc hơn. Samson và Whitmer ước tính cân nặng của một cá thể trưởng thành rơi vào khoảng 1,1 tấn. Mẫu vật lớn nhất từng được tìm thấy của Machangasaurus có thể đạt đến trọng lượng tương đương loài Carnotaurus và khoảng 1,5 tấn. Nếu so với nhiều loài theropod khét tiếng khác, Machangasaurus chỉ có kích thước bằng một nửa. Tuy nhiên, đối với chúng như vậy đã là quá đủ để thống trị hòn đảo này. Con mồi ưa thích của Machangasaurus là Rapetosaurus, loài khủng long ăn thực vật lớn nhất trên đảo. Trên các hóa thạch của Rapetosaurus có nhiều dấu răng tương thích với dấu răng của Machangasaurus cả về hình dáng và khoảng cách. Machangasaurus đã tiến hóa để thích nghi với việc săn các con mồi có kích thước lớn như Rapetosaurus, thể hiện qua đôi chân khỏe dù không giúp chúng đạt tốc độ cao, nhưng đảm bảo cân bằng tốt khi tấn công các con mồi. Năm 2007, tác giả Freeman Roger phân tích 3 bãi xương hóa thạch trong khu vực để tìm hiểu về hành vi ăn thịt của Machangasaurus. Điều đáng chú ý trên một số xương của loài khủng long này có các dấu răng giống hệt như trên xương của Rapetosaurus. Hình thái, kích thước và khoảng cách của dấu răng này đều cho thấy chủ nhân của chúng chính là Machangasaurus, chứ không phải loài ăn thịt nào khác. Điều này có nghĩa các loài khủng long Machangasaurus đã ăn thịt chính đồng loại của mình. Số 5. Quái vật biển rộng Nigerosaurus. Nigerosaurus có nghĩa là thằn lằn Niger. Đây là một chi khủng long thuộc họ Rebbachisauridae, sống vào cuối kỷ Preta từ 115 cho đến 105 triệu năm trước. Nó được phát hiện tại thành hệ Euprat thuộc Niger. Hóa thạch của loài khủng long này được khai quật vào năm 1976, nhưng chỉ được mô tả vào năm 1999 sau khi nhiều hóa thạch hơn được tìm thấy. Chi này gồm một loài duy nhất là Nigerosaurus tachetti, đặt tên theo nhà cổ sinh vật học người Pháp Philippe Tauquès, người phát hiện ra hóa thạch đầu tiên. Nó là loài khủng long ăn thực vật có ngoại hình khá đặc biệt với cái miệng to, chứa nhiều răng dàn thành hàng ngang, cả hàm trên lẫn hàm dưới. Mỗi con có thể có đến tận 500 chiếc răng. Bên cạnh biệt danh là con bò của đại trung sinh, ý muốn nói Nigerosaurus là một cỗ máy nghiền thực vật thực sự của thời đại khủng long. Tuy nhiên, tất cả những điều đáng nhớ về Nigerosaurus lại không được nhớ đến bằng một sự hiểu lầm có thể nói là rất kỳ quái. Cũng như hai quốc gia Niger và Nigeria, cái tên của Nigerosaurus trong chữ Niger thường bị nhầm với một từ có mặt chữ khá giống mà trước đây chuyên dùng để miệt thị người da màu. Chính điều này đã khiến Nigerosaurus trở thành một cái meme khủng long khá nổi tiếng trên mạng,
theo cách mà những người đặt tên cho nó không hề mong muốn. Vừa rồi là những đại diện nổi tiếng thống trị châu Á, châu Âu và châu Phi. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ đến với các loài thống trị ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Đại Dương Nam Cực nhé. Các bạn thấy sao về các loài này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu có thông tin cần đính chính, đừng ngần ngại cho chúng mình biết. Còn một chuyện nữa là hãy nhớ bấm like, subscribe kênh để không bỏ lỡ những content thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.